Thì hôm nay mình chọn chậu, mình sử dụng cái chậu cũ mình đậu chè chậu sứ. Mình sẽ cho dòng họ vào chậu. Hôm nay nó cao cao, nó hơn lóng tài à. Bắt đầu bây giờ mình chọn chậu, mình cho nó vô chậu nha. Thì đầu tiên mình lót sơ phân chuồng ủ trước, vô lót ở dưới. Rồi mình đổ cái chậu tuần trước mình có trộn phân đậu phân vô cái chậu này, và mình cũng có rứa dài cá nước, có trộn với phần cái DB trộn vô cái chậu mũ này ở đây nè, nủ tuần trước. Rồi bây giờ mình đổ ra, mình xắt tay rồi mình cho lại vào chậu khác. Tại vì mình trồng ở nhà, mình ươm ở nhà rồi mình sẽ tận dụng chậu cũ luôn. Nhưng mà cái chậu cũ các bạn cũng phải sát khuẩn trước nha. Rồi mới lót phân chuồng ở dưới, rồi sau đó mới trộn phân mình ủ vô. Phân ủ này mình có cho đạm vô rồi nha. Xong rồi mình đừng chơi, đừng có mà lắp phân múc, cũng cỡ chừa cỡ một lóng tay nha. Lóng tay mình tưới nước sơ sơ rồi mình ươm vô thì nó xuống cỡ một ngón tay là vừa. Còn cao đất quá, cao phân quá thì nó sẽ cao nhú rễ, nó rễ nhìn không có đẹp. Anh hãy quên cái chậu này á, đựng phân ủ rồi hốt vô lại, quên hốt vô cái chậu cũ này, có cái chậu mới cái bên mà quên bỏ.
Cho nên hở trừ mấy cây bỏ vào trong mới cái chậu, còn cái chậu nhựa này nó bị rách mà quên, lỡ là làm luôn. Ít bữa nó lớn rồi hai qua chậu kia cũng được. Này thì lên mới có một cho cái này hai cặp lá rồi nha, hai cặp lá cho vô chậu cho cây nó cứng. Chậu này chậu lớn. Cây nữa đi. Mình ươm đi cho nó lên phân, ăn phân đi. Rồi phút đó mình sẽ sang chậu tiếp. Nãy quên đi cái chậu vô chiên mất công sang lại chậu khác. Dăm nó vào chậu vào chiều mát nên lật đật sợ trời tối.
ươm thì xong á, chỉ tưới nước sương sương 4-5 ngày sau mới tưới phân nha. Các bạn đừng có ươm vô và tưới phân nhiều nha. Ủa tưới phân liền nha, không có được tưới phân liền. 4-5 ngày sau rồi nó chừng ngày rưỡi là rễ nó bung à. Cái giờ họ này mau ra rễ lắm, nhưng mà 4 ngày sau mình mới tưới phân. Tưới đợt đầu chỉ tưới từng đầu chỉ tưới DAP thôi, không cần mới ươm mà tưới bị đứng kích rễ ha, là cái gì khác mà lớn gì mà nó cứ bị sâu dễ bùa. Trồng đi rồi xử lý sao? Cây này nó bị che cái nó nguyên còn một cái chậu chút nhỏ, cây này ra luôn nó bị nghiêng cho nên bỏ nó đi cho nó thẳng, nhiều quá nó lại nghiêng tiếp. Cái này nữa cái giờ phun nước sương sương lên. Còn chậu này hôm bữa ươm bịch lên được có 16 cây. Ủa quên, 14 cây. Mình toàn lấy giống tại vườn mỗi năm thôi. Năm nay bắt chước người ta mua bịch hạt giống ươm thử ra sao, mà thấy bịch hạt giống này không có chắc được mấy, mình ươm 20 hạt lên có 14 hạt. Mới vô chậu thì không có tưới phân, cho nên tưới rứ sương sương nước thường thôi. Ok, thì video này mình ngưng tại đây. Với những video sau mình sẽ chia sẻ phân diệt theo từng giai đoạn, rồi đinh cươi rồi các kiểu cho các video sau cho các bạn nha.